chọn join và quay trở lại. Tiếp tục là sẽ follow Twitter và retweet lại bài đăng. Bạn theo dõi. Cái bài đăng này. Quay trở lại bot. Tiếp theo mọi người join tiếp vào Discord cho mình. Rồi, chấp nhận lời mời. Rồi mọi người sẽ tiến hành xác minh nhé. Kéo lên và tích vào cái ô vuông này, chọn hoàn thành. Rồi sau đó đánh vào những cái dấu tích này cho mình. Ok, quay trở lại bot. Tiếp theo mọi người sẽ join vào kênh Airdrop Detect và like cái bài đăng của nó. Rồi mọi người sẽ tìm đến cái bài đăng. Đây, ở đây mọi người like và retweet này. Quay trở lại. Kéo xuống dưới cùng, chọn Submit. Rồi, nhập địa chỉ email. Tiếp tục là nhập profiling của Twitter. Rồi sau đó thì mọi người sẽ nhập username của Discord. Để mình xem lại username Discord này. Ok, sau đó chọn nhiết. Chọn nhiết một lần nữa này. Rồi, ở đây thì mọi người sẽ nhập địa chỉ ví Solana nhé. Thì mọi người có thể vào cái đường link solet.io này để tạo ví hoặc là mở cái địa chỉ ví ra. Rồi, tiếp theo là sẽ truy cập vào ví. Sau đó thì mọi người sẽ copy cái địa chỉ ví này cho mình nhé. Bấm vào resave này và chọn copy. Rồi, quay trở lại bot. Nhập địa chỉ ví vào. Rồi sau đó chọn complete. Vậy mình đang dẫn xong mọi người tham gia dự án. Hẹn gặp lại mọi người những video tiếp theo.